đành ngàn than thù. Qua bao mùa bao giông, sắc sơ rừng lá úa, mùa thu gió heo mây. Giữa đại ngàn tiếng suối than trách đời cô liêu, lòng tham lòng thù hận sao kiếp người vương mơ. Lòng người thâm độc hiểm sâu, hỡi nhân thế ta xin người sống yên bình là kho báu và tình yêu. Hỡi nhân thế bởi vì đâu, đường đời còn lắm bề dâu, lòng người thâm độc hiểm sâu. Hỡi nhân thế ta xin người sống yên bình là kho báu và tình. Bọn chúng có làm gì ba không? Con nghi ngờ bọn chúng cũng vì kiếm kho báu cho nên mới cảnh cáo con. Con sợ lắm ba ơi. Nhưng mà con lo là bọn chúng sẽ hại ba. Ba không sao đâu con. Cũng chỉ vì ảo tưởng kho báu đó mà con gái của ba ra nông nổi như vậy. Trời ơi, thôi mà ba. Chào. Ờ, hai đứa. À, dạ, con chào ông. Con chào bác. Chào chị. Ừ. Chị ơi, chị đã khỏe chưa chị? Ừ. Chị khỏe rồi, có thể xuất viện luôn được rồi đó. Em nghe vậy cũng mừng. Thôi, hai đứa ở lại nha, anh ra ngoài. Dạ. Ừ. Dạ, em có mua trái cây cho chị nè. Ừ, cảm ơn em. Vậy tụi em ra ngoài gọt trái cây cho chị ăn nha. Ừ. Đi em. Mình đi anh. Em đi nghe chị. Em đi nha. Này, bác có gọi cho võ sư Quốc. Ban đầu ông ta đồng ý bảo vệ cho Kim Hằng, nhưng sau đó từ chối rồi. Bây giờ bác không biết làm sao nữa. Dạ, bác để cho cháu. Ở trong bệnh viện này hiện đang có một tốp vệ sĩ đang tiến hành bảo vệ Kim Hằng đó bác. Bác biết rồi, Tiến là một đệ tử ruột của chú Quốc mà. Dạ. Bác cảm ơn mọi người nha. Nè, tối hôm qua bạn đi đâu mình tìm hoài không thấy vậy? Mình đi chung với anh Cường. Anh kêu mình tới gặp mấy anh vệ sĩ. Anh Cường định thuê để bảo vệ mình. Sau đó mình với anh đi chơi, về trễ một chút xíu. Hèn chi. Vậy là sắp có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi rồi hả? Trời ơi, đâu có gì đâu Azura. Mình với anh Cường cảm tình thì nói chung cũng có, nhưng mà mình biết ơn ảnh nhiều hơn là yêu. Mà ảnh lo cho mình cũng nhiều mà. Bác à,
Cháu có chuyện này muốn nói với bác. Có chuyện gì vậy? Dạ, cháu nghĩ là bây giờ phải tạm ngưng vì tổ chức sinh nhật cho Thiên Lộc. Cháu nói sao? Tại sao phải tạm ngưng? Vì cháu sợ là nếu làm rùm beng lên á thì bọn xấu sẽ chú ý. Mà bọn chúng vẫn đang rình mò suốt ngày đêm. Như vậy là thất hứa với Thiên Lộc, thất hứa với Tuấn Anh. Bác không thể làm được. Bác à, ý cháu không phải là vậy. Không tổ chức sinh nhật thôi, chứ mình vẫn bí mật mình trao di chúc của chú Tuấn Anh cho Thiên Lộc mà bác. Nhưng tại sao phải làm vậy? Dạ, vì cháu sợ là sẽ nguy hiểm cho Thiên Lộc. Nó bây giờ chỉ có hai ông cháu, không ai bảo vệ hết. À, đúng là nếu để mọi người biết mình giao bản đồ cho Thiên Lộc thì chuyện rất nguy hiểm. Cảm ơn cháu đã lo cho Kim Hằng. Còn việc di chúc, bác sẽ bàn với ông bá xem sao nha. Dạ. Bác à, con còn chuyện này muốn nói với bác. Chuyện gì vậy? Anh Tiến vệ sĩ vừa báo cho con biết là bên công an họ tới nhà mình điều tra, lấy lời khai của ảnh. Bây giờ theo bác thì mình phải làm sao hả bác? Bác không muốn làm lớn chuyện này đâu. Chuyện càng lớn thì càng nguy hiểm cho Kim Hằng. Báo chí nhảy vào đưa tin thì ít, mà khai thác những chuyện giật gân, câu khách thì nhiều, nhất là những trang báo mạng. Vậy mình... Tốt nhất là không khai ra chuyện kho báo năm xưa. Vì thực ra bác đã coi nó là ảo tưởng từ lâu rồi. Bác không còn quan tâm nữa. Còn những vấn đề khác thì để bên công an họ điều tra. Con vẫn chưa hiểu ý của bác. Có nghĩa là khi mà họ hỏi về tình hình lúc nổ súng xảy ra, con với Tiến cứ khai đúng với thực tế mà tụi con chứng kiến. Con chỉ không cần nhắc đến kho báo là được rồi. Dạ. Thôi, cháu ở đây giúp bác chăm sóc cho Kim Hằng nha. Dạ. Bác phải về nhà lấy thêm một số đồ dùng cá nhân rồi bác quay lại nha. Dạ, thưa bác à. Mình hay là bây giờ mình chuyển Kim Hằng tới một bệnh viện khác an toàn hơn, để tránh sự soi mói của báo chí. Ý kiến hay. Vậy thì cháu giúp bác làm liền nha. Dạ, cháu sẽ làm liền. Nhớ làm liền nha. Dạ. Em ngồi. Ngồi đi. Kết quả sao rồi? Hả? Kết quả gì? Tiền đâu có. Ủa, em giỡn với anh hả Diễm? Anh đang cần tiền cho dự án mà. Em không có giỡn với anh. Em đi buôn bán, đổ mồ hôi, sôi nước mắt, mới được có mấy đồng hả? Vậy mà anh... Anh sao? Anh là cái đầu tồi chứ sao? Trời ơi, cái chuyện đó ai mà không biết. Nhưng anh yêu em. Còn ai nói cái chuyện đó thì kệ họ. Buông em ra đi. Thôi mệt quá. Bây giờ anh có ý này nè. Cái căn nhà đó. Căn nhà nào? Tôi với anh làm gì có căn nhà nào? Căn nhà của em với chồng cũ của em đó. Bây giờ em chỉ cần gặp ông bá thôi, nói bán căn nhà đó đi, chia cho vợ chồng mình, chắc cũng được một khoản kha khá đó. Bán lâu rồi ông ơi. Ủa vậy rồi tiền đâu? Ủa sao anh hỏi gì lạ vậy? Đâu phải tiền của em đâu mà em biết. Cái này em trả lời lạ thì có đó. Em với Tuấn Anh là vợ chồng, luật pháp đã công nhận, đúng không? Ly hôn hay là chồng chết thì tài sản đó là thuộc quyền của em. Tại sao em không biết? Thôi, đừng có nói chuyện chia chác được không? Bây giờ vậy nè, anh nghĩ nếu mà em ngại tranh chấp cái tài sản đó chứ gì. Em đừng có lo,
em nên ủy quyền cho cái thằng luật sư quen của anh đi. Căn nhà đó không phải là của anh, mà sao anh cứ hăng hái đòi chia phần hoài vậy? Thôi đi. Em à, để anh nói cho em nghe. Anh là chồng của em thì chuyện của em cũng là chuyện của anh. Tụi mình phải nghĩ tới tương lai, đúng không? Tương lai hả? Trời ơi, em đang sợ cái tương lai ngửa tay ra xin tiền của anh lắm rồi. Nếu em nói như vậy thì tại sao bây giờ em còn ở với anh? Nhiều lúc á, em cũng tự hỏi mình như vậy. Có lẽ kiếp trước em nợ anh, cho nên kiếp này em phải trả quả báo, trả nợ cho anh đó. Bây giờ anh nói một lần nữa, anh yêu cầu em, em có đồng ý ủy quyền cho luật sư của anh hay không? Không. Thôi được rồi, cô không quan tâm tới nhà cửa được chứ gì. Tôi sẽ cho cô tội nguyện. Anh dở cái trò gì nữa vậy? Cô cứ ngồi yên ở đây mà chống mắt lên coi tôi hành động. Bây giờ tôi có việc phải đi rồi. Đi nhậu nữa chứ gì? Ừ. Ở nhà làm cái gì? Càng nhìn càng ướt ghê. Đồ tồi, đồ lưu manh, giả danh trí thức. Nè, cô mới nói ai đó? Tôi nói anh đó. Anh là thằng tồi. Tồi đến mức á, tiền tôi cho con tôi anh không lấy luôn à. Nè, tôi nói cho cô biết nha, cô đừng có vu khống tôi đó. Tôi đi lấy tiền nó hồi nào? Anh đừng có dối. Lúc đầu á, tôi thấy gói tiền để trên bàn á là tôi đã nghi rồi. Nhưng mà sau đó Hà nó đưa lại cho tôi, nói là anh Lộc nó trả lại, cho nên tôi mới tưởng á là tôi hiểu lầm anh. Thì đúng rồi, nó trả tiền lại cho cô á thì có mất đâu. Vậy mà cô còn vu khống cho tôi là sao? Anh đúng là cái đồ tồi. Anh còn thua là lời cầm thú nữa. Con Hà nó nói tôi mới biết, thì ra là Lộc nó mất tiền thiệt, nhưng mà nó sợ tôi tung thiếu, cho nên nó mới đi làm thêm, đi gom tiền trả lại cho tôi. Biến đi, đi đi, đi đi đi. Thôi, không cần đuổi. Nhìn ướt gan. Đồ lưu manh, đồ khốn nạn. Số tiền anh cho đời nhớ hả? Anh về xuôi lâu quá hả? Không biết có gặp nàng gì không nữa. Hay là Tuấn Anh bị một cô nào ở dưới xuôi bắt cóc rồi? À, không, mình chỉ muốn làm cho Country đỡ buồn thôi. Sari xin lỗi. À, mình không sao đâu. À, Sari và Châu Sơn tìm Camry có chuyện gì ha? Ở dưới huyện có mở lớp đào tạo về lâm nghiệp. Camry rành đường đi nước bước ở dưới đó nên muốn nhờ Camry hướng dẫn giùm. Châu Sơn muốn đi học. Ừ. Bạn làm cho Camry bất ngờ quá. Sari cứ nói mày, cho nên Châu Sơn mới chịu nghe lời đó. Châu Sơn sợ cái chữ nó không chịu chú vô đâu, học đâu quên đó, ở rừng đi săn bắn như vậy là có cái an rồi, học làm gì cho nó mệt. Đó, Camry thấy không nghe lời chưa? Nè, nếu mà có ý định rút lại việc đi học
thì đừng có mà gặp Sari nữa. Nếu chị vừa vào nương rẫy thì tương lai của chúng ta chỉ cầm chân tại chỗ. Camry thấy tương lai nằm ở công nghệ kỹ thuật, còn mà Châu Sơn đi học về lâm nghiệp, có nghĩa là học về cây rừng chứ đâu có học gì xa lạ. Camry nói vậy, Châu Sơn nghe hợp lỗ tai không? Ừ, thì đúng. Vì tương lai của... của rừng đó, chịu chưa? Chúc mừng Sari và Châu Sơn. Còn mình đồng ý là sẽ đưa Châu Sơn xuống quyền học. Còn Sari... Camry muốn nhờ mình chuyện gì? Sari, bạn chăm sóc cho cha mình với. Cha mình bây giờ già lắm rồi. Camry khỏi lo chuyện đó. Camry cứ yên tâm cây bùn. Dạ, ta xem Sari là con nên già chơi chip như là cha ruột của Sari rồi mà. Ờ, vậy thì Camry yên cây bùn rồi. Còn chuyện gì để mà phải lo nữa không? Hay là nhờ Tôn Anh qua không đi được? Không phải. Chỉ là... chỉ là sau lâu qua không thấy anh về nên Camry không yên cây bùn. Ừ, Sari cũng biết ngay mà. Khi yêu, con người ta hay nhớ. Bạn dập ngạo mình hơn. Bạn cũng vậy thôi. Khi yêu, cũng chỉ còn một người mà. Alo, alo, tôi bác sĩ Tùng đây. Chúng tôi là tạp chí Thế Giới Vàng. Tạp chí Thế Giới Vàng hả? Tôi có thể phỏng vấn ông một chút được không? Không không, tôi bận lắm. Chỉ một phút thôi mà. Không thể tiếp chuyện với anh lúc này được. Alo. Alo. Bảo Lâm Nghiệp đây. Bảo Lâm Nghiệp hả? Ông đã có thông tin gì mới chưa? Tôi chưa có thông tin gì mới ngoài vài tin đã đăng trên báo. Alo. Alo. Các anh tưởng tượng hay quá. Làm gì có kho báo nào chứ. Đó chỉ là ảo tưởng của tôi mà thôi. Nhưng theo thông tin chúng tôi mới nhận được thì có một cô gái mới bị ám sát hùng. Cô gái đó có phải là con gái của ông không thưa bác sĩ? Ô, tôi chịu thua. Tôi chịu thua cánh nhà báo các anh rồi. Con gái tôi vẫn mạnh khỏe. Nó vừa đi du học trở về. Nó có kết thù kết án với ai đâu mà bị ám sát. Nhưng theo nguồn tin nguồn tin của các anh sai rồi. Con gái tôi vẫn hoàn toàn bình thường. Nếu muốn á, các anh có thể tự đi xác minh lời của tôi nói. Vậy nha. Rất cảm ơn anh đã ngày đêm bảo vệ gia đình tôi. Nghe cái cậu nhà báo gì đó nói là anh bị té khi truy đuổi hung thủ. Anh có bị sao không? Anh ngồi xuống đi cho đỡ mệt. Dạ con té sơ sơ thôi bác. Con là con nhà giỏ mà, đâu có hề hấn gì đâu bác. Vậy thì tốt. May nhà tụi con bảo vệ nhà bác mới tạm yên ổn rồi. Đây là nhiệm vụ của anh Mạnh Cường giao. Anh nói cho tụi con là phải luôn trong tư thế cảnh giác, bất cứ lúc nào cũng phải có người canh gác. Và cũng do sư phụ Quốc dặn tụi con phải lo cho bác. Uống bia nhé. Dạ không được đâu bác, tụi con đang làm nhiệm vụ, bia rượu sẽ làm cho tụi con mất cảnh giác. Mạnh Cường nó rất tốt, nó giúp bác nhiều lắm. Lúc trước có một mình bác không cần ai bảo vệ làm gì. Nhưng mà như con biết đó, con gái bác đã bị bắn.
Cho nên bác thật sự cần sự bảo vệ từ Võ Đường, Tiệt Quyền Đạo của các con. Gia đình bác đang bị đe dọa nghiêm trọng. Con sẽ ráng hết sức để bảo vệ an toàn cho gia đình bác. Bác cứ tin ở con. Các anh bên công an có điều tra thêm gì không? Dạ, ngay lúc xảy ra sự việc, các anh bên công an đã có mặt tại hiện trường rồi. Mấy anh đã thu thập đầu đạn, vỏ đạn để phục vụ công tác điều tra. Chính con cũng đã cung cấp một số thông tin cho mấy ảnh nữa. Con có đuổi kịp tên sát thủ không? Dạ, báo cáo có. Con gần như đối mặt với hắn, nhưng không làm gì được hắn, vì hắn rất táo tợn, dùng súng bắn trả con. Làm sao mà con đuổi kịp được hắn? Hắn đã chạy trước khi con tới mà. Dạ, đáng lẽ ra con đã đuổi kịp và bắt hắn, nhưng vì hắn đã chạy quá xa. Nhưng may là nhờ một số bà con chỉ hướng hung thủ bỏ chạy, nên con cứ theo hướng đó mà đuổi theo. Có một số người đi đường rất can đảm. Có một thanh niên trẻ can đảm lao vào xe hắn để cản bước. Thanh niên đó có sao không con? Dạ, ngay lúc đó vì quá gấp để đuổi theo hung thủ nên con không dừng lại. Sau đó con quay lại chỗ cũ thì anh đã đi mất rồi. Tiếc quá. Không biết cậu ta có bị làm sao không nữa. Dạ, chắc ảnh không sao đâu bác. Một số người chứng kiến nói ảnh chỉ bị xây xát nhẹ thôi, chỉ có xe là bị hư nặng, phải kêu ba gác chở đi sửa. Con sơ suất, không quay lại để mà sửa xe giúp ảnh. Vậy là xã hội này cũng còn có người tốt. Nhưng người thanh niên này rất bí ẩn bác à. Hỏi gì cũng không nói, chỉ cười rồi bỏ đi rất nhanh. Thật là khó nghĩ. Bác sợ đây chỉ là màn dạo đầu để cảnh báo. Bọn hung thủ giấu mặt sẽ còn tung ra nhiều đòn nữa. Nếu con còn đủ nghị lực thì bác nhờ con cử thêm vài võ sĩ canh gác túc trực bên nhà và công ty của bác luôn. Ủa, bác đã thuê vệ sĩ ở công ty rồi mà. Bác lo chỉ là bảo vệ thì chưa đủ. Yêu cầu của bác là nội bất xuất, ngoại bất nhập, ngăn không cho bất cứ ai lọt vào nhà riêng hoặc công ty. Mà không có hẹn trước với bác, kể cả báo chí à?